tư vấn một cái đầu, cái đầu mà em muốn cắt gì đây em trai? Để anh cắt kiểu máy layer người ta nó bị gì vậy? Layer bung rồi, layer chỉ. Chỉ là như thế này mà bung là như thế này và anh tư vấn rồi. Bung là nó bung lên như này, chỉ nó chỉ lên nhà luôn, nó khác cái ton rồi. Đụng má vả luôn, thật cái này. Và là cái máy này đúng không? Cắt layer đây đúng không? Đúng, cái độ layer đúng không? Lớp lớp rồi đúng không? Đúng. Yes. Xong qua này xét luôn vậy. Ok, ok. Form ở vô form rồi các bạn. Nhiều người may mắn á. May mà nãy em đi mình nha, em đi hai người là phải thêm ngày mai nữa mới xong. Ngoài. Có chuyện cắt này, cắt cũng giá như vậy đó. Chuyện may là chuyến đi xe gì á, nó cũng cũng dạng dạng như vậy luôn. Xong rồi. Vậy là nó đi mà, nó mất đệm. Xong rồi á, ở trong điện thoại á, nó cũng có tiếng khóc. Tiếng khóc ở trong điện thoại vừa phát lên luôn, ở ngoài nghe. Tắt điện thoại nghe hoa luôn cho nó chân thật. Xong rồi biết cái gì nữa không? Xí nữa, nó ngưng hiệp rồi, nó không khóc nữa. Ngưng hiệp á. Bật chuyện mai lên nghe tiếp. Bị ngốc nghẹn kêu bây giờ là 3 giờ sáng. Ít ngoài mở điện thoại nó 3 giờ sáng luôn. Đã có ngưng luôn e. Tôi muốn cầm đường nè mấy chị đó. Ngồi hả? Mấy đứa á, cô ráng ngủ đi và ngủ giùm tao cái. Đừng ngủ ngon gì nữa. Biết ngủ đường nào luôn rồi, mấy nó ghê. Tình là duy nhất trên đời của tôi.